Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Sống Khỏe Đời Vui phát sóng hàng tuần trên kênh sóng của Truyền hình Việt Nam, nơi mà chúng ta đã có thể coi là một địa chỉ tin cậy để quý vị đặt những cái câu hỏi và được trả lời giải đáp về các căn bệnh thông thường. Chúng ta chia sẻ nhau những kinh nghiệm để sống khỏe, đời vui. Hôm nay chúng ta nhắc đến một căn bệnh rất thường gặp, đó là bệnh trĩ. Rõ ràng bệnh trĩ là một bệnh rất phổ biến trong cộng đồng của chúng ta, và đó không đơn thuần chỉ là bệnh của tĩnh mạch theo như nhiều chuyên gia nhận định. Các cụ xưa thì có câu rằng là thập nhân cửu trĩ, cho thấy cái sự phổ biến của căn bệnh này. Tuy phổ biến như vậy thưa quý vị, nhưng mà nhiều người thì lại vẫn phải âm thầm cái chịu đựng căn bệnh khó nói này, chịu đựng rất lâu trước khi họ kịp có thể tham vấn chuyên gia hoặc là đến thăm khám ở bệnh viện, cho thấy rằng là chúng ta rất cần kiến thức trong cộng đồng để có thể có được cái quyết định thật là thông minh cho căn bệnh của riêng mình. Hôm nay chúng tôi quyết định là gửi đến các bạn một cái chủ đề trò chuyện mà chúng tôi nghĩ rất là hữu ích, đó chính là không nên chủ quan trước các dấu hiệu của bệnh trĩ. Dấu hiệu nào thì không nên chủ quan? Đó là câu hỏi ngày hôm nay. Các bạn hãy cùng đồng hành với chúng tôi, và trong 20 phút của chương trình các bạn sẽ có câu trả lời. Chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chuyên gia Trần Quang Đạt, đã sẵn sàng ở trường quay của chương trình rồi. Xin kính chào chuyên gia. Xin chào Lê Anh, xin kính chào quý vị khán giả truyền hình. Dạ, xin trân trọng cảm ơn chuyên gia đã rất là tâm huyết và nhận lời đồng hành với chương trình. Và qua việc tư vấn cho một trường hợp cụ thể, chúng ta cũng có thể trả lời cho rất nhiều trường hợp cùng cảnh nữa. Quý vị thân mến, nếu quý vị có những câu hỏi riêng cho trường hợp của mình thì cũng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được các chuyên gia trực tiếp tư vấn cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ, như thường lệ, trước khi cùng trò chuyện, cùng làm rõ những vấn đề nội dung của chương trình thì mời các bạn gặp gỡ với một nhân vật trong phóng sự của chương trình. Đó chính là trường hợp của chú Phạm Văn Thanh đến từ thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh. Đi lên từ khó khăn, xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Như biết bao nhiêu người lao động khác, để có được cuộc sống ổn định, ông Phạm Văn Thanh ở Uông Bí, Quảng Ninh cũng đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn vất vả. Để rồi khi nhìn lại quãng thời gian ấy, ông vẫn không khỏi tự hào. Tôi tên là Phạm Văn Thanh, sinh năm 1960. Địa chỉ là ở Nam Khê, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thời trẻ, tôi làm công nhân xây dựng, môi trường thì rất là khắc nghiệt, thời tiết thì nắng nóng, một ngày ngồi có thể tới đến 7 tiếng, nhiều lúc không thể theo giờ giấc được vì thời gian, vì tiến độ. Thế cho nên là cũng nhiều lúc ăn cũng sai bữa sai giờ. Tôi cũng thích ăn những đồ cay nóng trên xào. Hiện tại về hưu thì tôi có tham gia làm thêm nghề cơ khí. Phần vì đặc thù công việc, phần vì chế độ ăn uống sinh hoạt chưa hợp lý khiến cho sức khỏe của ông Thanh gặp vấn đề xấu. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại cũng như chủ quan nên ông vẫn chưa đi thăm khám cụ thể, để cho tình trạng sức khỏe cũng như cuộc sống ngày một ảnh hưởng hơn. Tôi bị cách đây tới 3 năm rồi. Khi mới phát hiện bệnh thì nó mới gọi là nhú một chút thôi. Sau một thời gian thì mỗi một lần thời gian nó sẽ to ra và dài hơn ra. Cảm giác rất là khó chịu, nó cạnh và đau và rát. Đứng lên ngồi xuống là rất khó chịu. Khi đi ngoài là nhất là đi ngoài là rất là rát. Và ra máu, rớm máu ra. Mỗi lần nó to căng ra thì kích thước nó to hơn hẳn nặng một chút. Nhận thấy những ảnh hưởng ngày một nghiêm trọng tới cuộc sống của mình, ông Thanh cũng chạy ngược chạy xuôi để tìm cách chữa trị. Thế nhưng chữa mãi mà kết quả vẫn không được như kỳ vọng. Bệnh tình cứ thế đeo bám mãi không thôi, khiến cho tâm lý của ông Thanh như đeo chì nặng trĩu. Mặc dù tôi chưa đi khám, nhưng tôi thấy cái hiện tượng bệnh của tôi nó cũng như là bệnh trĩ. Vì vậy là tôi đến các thầy nang để tôi lấy thuốc, cũng dùng cái giải pháp kiểu như dân gian mọi người mách. Thì đun nước cà gai với này giấm để xông, nhưng không tác dụng. Ngoài ra thì tôi cũng chưa dùng thuốc tây. Ảnh hưởng rất lớn đối với tôi trong cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt. Rồi thì những lúc đau là ngủ cũng không được ngon giấc. Đứng lên ngồi xuống là rất là khó chịu. Tôi cũng mất máu nhiều. Còn có hiện tượng sốt nữa cơ. Cũng chán ăn, sút cân, cũng rất sợ là khi nó bị nặng quá thì máu chảy suốt thì phải đi phẫu thuật hoặc là nó biến chứng, rất là no.
Tôi cũng chỉ mong sao có giải pháp nào để chữa được bệnh sĩ của tôi. Là một người yêu thích và tin tưởng những giải pháp từ tự nhiên, ông Thanh luôn ưu tiên lựa chọn các phương pháp này. Và may mắn thay, ông tìm được giải pháp thảo dược vừa tương thích với tình trạng sức khỏe hiện tại, vừa đúng với mong muốn của bản thân. Và sau một thời gian kiên trì sử dụng, tình trạng sức khỏe của ông Thành đã được cải thiện rõ rệt. Qua tìm hiểu, tôi cũng tìm thấy một cái giải pháp thảo dược. Tôi dùng một thời gian thì thấy bệnh của tôi có chuyển biến rõ rệt. Cái bối trí của tôi đến nay thì đã đỡ nhiều, không còn to căng rát, khó chịu như xưa nữa. Tôi đi vệ sinh hiện nay là giảm rất nhiều, hầu như không còn hiện tượng đau rát. Cuộc sống của tôi thấy thay đổi rất nhiều. Thứ nhất là đi lại là rất thoải mái, đứng lên ngồi xuống không ảnh hưởng gì. Thứ hai là khi giao tiếp với mọi người là cảm thấy rất là tự nhiên, vui vẻ, niềm nở, không cảm thấy khó chịu nữa trong người. Công việc thì rất thuận lợi. Thì ngoài công việc ra, hàng ngày bây giờ là tôi vẫn đi thể thao, đi đánh bóng bàn, đã tham gia vào câu lạc bộ bóng bàn của phường. Khi dùng giải pháp này thì cái tác dụng phụ thì tôi cũng không thấy gì cả. Bệnh tình được cải thiện, sức khỏe cũng như cuộc sống của ông Thành cũng khởi sắc hơn. Các sinh hoạt hàng ngày cũng nhẹ nhàng và thoải mái hơn hẳn, không còn những vương víu khó chịu hay e ngại như trước. Những buổi thể thao cuối ngày giờ đây như một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với ông. Nó vừa là cách ông rèn luyện cơ thể tinh thần, vừa là cách ông có thêm thời gian để gắn kết với cậu con trai. Chúc ông và gia đình có thêm thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hiện nay nhiều người bệnh đã tin dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cochi Pro được chiết xuất từ các thảo dược tự nhiên như cúc tần, ngải cứu, lá lốt, tinh nghệ và thành phần Slippery-em nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Cochi Pro hỗ trợ tăng sức bền thành mạch, giảm các triệu chứng của trĩ như sa búi trĩ, đau rát, chảy máu. Cochi Pro dùng cho người bị trĩ nội, trĩ ngoại, người bị táo bón có nguy cơ bị trĩ. Vâng, xin được gửi lời chúc mừng đầu tiên đến với chú Thanh, nhân vật của chương trình ngày hôm nay, với những cái tiến triển về sức khỏe của chú. Và chúng ta sẽ cùng có một cuộc kết nối trực tuyến với chú Thanh để chú có thể được trò chuyện kỹ hơn với khán giả truyền hình, được tham vấn với chuyên gia của chương trình của chúng ta. Xin kính chào chú Thanh ạ, chú đã có nghe rõ chương trình không ạ? Chào MC, chào chuyên gia, tôi đã nghe rõ. Vâng ạ, thấy là chú đã có những cái tiến triển như thế này thì chương trình rất là mừng ạ. Và xin được hỏi chú câu hỏi đầu tiên ạ. Khi ở giai đoạn bị bệnh ấy thì cái biểu hiện bệnh của chú nó rất là khác biệt. Nó lúc thế này, lúc thế kia. Cụ thể là bất thường, lúc thì co nhỏ, lúc thì lại sưng tấy to, rất là khó chịu. Vậy thì mời chú có thể chia sẻ lại rõ hơn về tình trạng bệnh ở giai đoạn đó được không ạ? Bệnh này của tôi thì chưa đi khám đâu cả. Nhưng tôi thấy hiện tượng là rất giống như bệnh trĩ. Nên tôi đoán chắc là tôi bị mắc bệnh trĩ. Vâng, qua kinh nghiệm dân gian được nghe lại thì chú tự chẩn đoán mình mắc bệnh trĩ. Vậy thưa chuyên gia, cái chẩn đoán của chính nhân vật của chúng ta là chú Thanh có cơ sở không ạ? À vâng, rất là thú vị. Một cái nghe của dân gian thôi nhưng mà tự chẩn đoán được bệnh cho mình mà không đi khám. Đây là một cái người cũng rất giỏi nhưng thực ra thì nó cũng chưa đúng. Chỉ là cái tình trạng các cái đám rối tĩnh mạch ở cái hậu môn trực tràng của chúng ta, ở cái niêm mạc cũng như là cái lớp bên ngoài, cái đường lược ấy, nó căng phồng to lên đến cái mức quá mức. Bình thường thì cái đám rối tĩnh mạch này nó làm cái nhiệm vụ là khi nó căng lên thì nó làm cho các cái dịch dỉ ở trong cái ống tiêu hóa chúng ta nó không dò ra ngoài. Trường hợp của bác Thanh, bác nên đi khám bác sĩ chuyên ngành, chuyên khoa về bác sĩ hậu môn trực tràng sẽ được có cho cái chẩn đoán chính xác cho mình. Chúng ta biết là nếu cái trĩ nội là cái trĩ mà nó nằm ở trong cái niêm mạc của cái ruột, nằm ở niêm mạc trực tràng, khi mà nó căng vòng quá mức nó tòi ra ngoài, sau nó lại co lên được thì nó có chia làm 4 độ, độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Độ 1 tức là nó có thể nó to ra nhưng nó nằm đấy nhưng nó chưa lòi ra ngoài. Độ 2 là khi dặn hết mức nó tòi ra ngoài nhưng mà lại co lên được.
Nhưng đội 3 nó ra ngoài rồi nó không gọi được, và đội 4 là nó ra ngoài nó cứ nằm đấy mãi, phải xử lý bằng thắt cắt bôi hay làm cái gì đó thì mới hết. Thế còn cái trĩ ngoại thì là xuất hiện ngay ở từ bên ngoài ở cái đường lược, tức là cái chỗ da bám vào cái hậu môn chúng ta ấy, thì nó xuất hiện ngay cái cục đồi lồi ở đấy, thì cái là cái trĩ ngoại thì nó cũng chia làm nhiều độ, giống 4 độ thì là bác phải đi khám, thì bác sĩ sẽ tư vấn thêm cho bác về cái cách rồi sinh hoạt này, ăn uống làm thế nào để cho nó bớt cái táo bón này, bổ sung thêm nhiều chất rau củ quả và các cái chất xơ, rồi vận động tốt này, tránh các cái động tác là nhịn cầu hoặc ngồi đi cầu quá lâu rồi. Hai nữa là giữ cho cái đường tiêu hóa của mình nó không bị là bị bệnh lý, giảm bớt một số các cái thói quen về sinh hoạt, thí dụ như uống cà phê đặc, hút thuốc lá, uống rượu nhiều và có những cái căng thẳng quá độ, thì những cái trường hợp này là cũng dễ làm cho cái bệnh trĩ nó phát triển thành các cái giai đoạn tiếp theo. Qua đây cũng xin cảnh báo rất nhiều quý vị khán giả trong cộng đồng của chúng ta là mắc bệnh trĩ cũng là một cái bệnh mà quý vị vẫn xếp vào loại khó nói, rồi tế nhị, rồi nó cứ ngại đến thăm khám bệnh viện, thì quý vị gạt bỏ cái ngại ấy đi để đi thăm khám cho nó rõ ràng. Thưa chuyên gia, nếu trường hợp chú Thanh cũng như nhiều người đó, chúng ta để kéo dài căn bệnh này không thăm khám, không kết luận, không điều trị thì xảy ra điều gì ạ? Chúng ta thấy có nhiều người bệnh trĩ sống chung sống với nó hòa bình đến 15-20 năm mà vẫn chưa thấy có ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều. Có thể là cứ sống như thế nhưng mà rất khổ. Vâng. Thế thì nếu như chúng ta không được điều trị kịp thời thì thứ nhất là cái phiền phức của chúng ta nó xảy ra hàng ngày. Cái thứ nhất nó vướng, nó khó chịu, và cái thứ hai nó gây các cái viêm nhiễm. Và cái thứ ba nữa thì nếu như cứ kéo dài cái tình trạng mất máu này thì chắc chắn là chúng ta sẽ suy nhược thôi. Khả năng lao động hay sự làm việc, tất cả những cái năng nó sẽ bị hạn chế. Cho nên là khi mà có bệnh thì chúng ta nên đi khám bệnh. Và từ cái khám bệnh ấy thì chúng ta được khám trực tiếp của các bác sĩ chuyên ngành và được tư vấn trực tiếp nên sử dụng thuốc, men hay là cái chế độ ăn uống, chế độ tập luyện là cái hết sức cần cho mỗi người chúng ta. Vâng ạ, xin quay trở lại với chú Thanh. Thưa chú, trong suốt quá trình điều trị căn bệnh này thì chú đã áp dụng những cái giải pháp gì và hiệu quả ra sao ạ? Tôi cũng đã dùng thuốc của các thầy đang dân gian nhưng không có hiệu quả. Tôi dùng trong thời gian khoảng gần một tháng thì tôi thấy khi dùng thì nó bình thường, nó cũng không khỏi, nhưng khi không dùng nữa thì bệnh nó lại tái phát và nặng hơn. Tôi cũng nghe mọi người mách cách chữa dân gian là dùng cây cà gai và đun với lại nước giấm để xông, nhưng không có hiệu quả. Qua tìm hiểu rất là may mắn, tôi đã tìm được một cái giải pháp thảo dược. Khi dùng dược thảo đó thì sẽ biến chuyển khá tốt. Bố trĩ của tôi thì kích thước giảm dần và co dần lên, hiện tượng ngứa và đau rát cũng giảm theo. Tôi thấy rất là dễ chịu, đi ngoài cũng cảm thấy dễ chịu rất nhiều, đi lại, hoạt động và làm việc, giao tiếp cũng rất thoải mái, không bị ảnh hưởng gì đến bệnh. Cho nên là tôi cảm thấy rất là khoan khoái, dễ chịu. Vâng, chú Thanh áp dụng các giải pháp là từ uống đến xông nhưng không hiệu quả. Và cuối cùng thì khi mà áp dụng một số các loại thảo dược lại có những cái hiệu quả đối với cái tình trạng bệnh của chú. Xin mời chuyên gia có thể đưa ra những cái bình luận ạ. Trước tiên là chúc mừng bác đã chọn được cái giải pháp mà hợp lý, mà nó có lợi cho cái tình trạng sức khỏe của bác. Nhưng cũng xin nói luôn một điều là bác làm không đúng. Cái thứ nhất là khi có bệnh bác không đến khám các cơ sở khám bệnh, bác tự dùng các cái thuốc theo mách bảo Tây y hay Đông y, không ai là không có thể chữa được cái bệnh trĩ mà để cho đến 3 năm mà cái người bệnh đến với mình mà vẫn có tình trạng này. Cái hệ thống y tế của ta rất là rộng rãi, từ trung ương đến địa phương có đầy đủ các cái cán bộ y tế. Cho nên là cái điều này là cái đầu tiên ta trách cái người bệnh là không cẩn thận, không chú ý đến chăm sóc bản thân sức khỏe của mình. Và may ra bác lại chọn được một cái giải pháp này, may quá là cái giải pháp này nó lại là cái giải pháp mà người ta đang rất là quan tâm, là cái xu hướng của thời đại. Một số các cái thành phần nó có như là lá lốt này, lá ngải cứu này, rồi nghệ này, rồi hoa hòe này, vân vân. Và tất cả những cái vị thuốc này là rất dễ kiếm, dễ tìm. Ở trong những cái thảo dược đó thì các nhà khoa học đã tìm ra nhiều cái thành phần hữu ích cho cái việc làm giảm các cái sự co thắt búi trĩ, cũng như là làm giúp cho cái búi trĩ nó bớt hình thành, cũng như là bớt là phát triển
thành các cái giai đoạn mới. Đầu tiên là cái hoạt chất quercetin có ở trong quốc tần, nó giúp cho cái giảm cái viêm, chống cái viêm nhiễm của gối trĩ. Thứ hai là từ cái nghệ và cái lá lốt, người ta tìm ra cái hoạt chất tumoropin. Cái hoạt chất này có tác dụng làm giảm viêm, làm tiêu cái sự ứ huyết ở trong các cái búi trĩ. Từ ngải cứu, người ta tìm ra cái hoạt chất zomogin. Cái hoạt chất này có tác dụng làm giảm viêm, làm giảm cái co thắt cũng như là hình thành búi trĩ. Một cái thành phần nữa là người ta nhập từ cái cây du đỏ từ Mỹ. Trong cái cây du đỏ này thì người ta tìm ra cái hoạt chất sliperien thì có tác dụng làm nhuận tràng, làm cho đại tràng chống co thắt, làm giảm cái co thắt và bớt cái hình thành cái táo bón, và như vậy thì nó không cái hình thành cái trĩ. Ngoài cái sử dụng cái giải pháp tôi vừa nêu trên, có thể dùng thuốc uống trong hoặc là dùng bôi ngoài, thì những người bệnh trĩ nên chú ý cải thiện cái tình hình sinh hoạt của bản thân, giảm bớt hút thuốc lá, tránh căng thẳng, bớt bia rượu, và lưu ý cái chế độ ăn là đầy đủ các cái chất đạm, đường, mỡ, rau củ quả và các cái chất xơ để cho cái sức khỏe ngày càng tốt hơn. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng chú Thanh đã tìm được một giải pháp an toàn, hiệu quả cho mình. Và hôm nay được trực tiếp nói chuyện với chuyên gia, thì chú có điều gì băn khoăn thắc mắc, chú cứ tự nhiên chia sẻ với chuyên gia. Thưa chuyên gia, tôi dùng thảo dược này đã biến chuyển rất tốt rồi. Cho tôi xin hỏi chuyên gia, có cần phải dùng nâu thêm nữa không? Cái trĩ không phải là khi đã khỏi rồi thì nó không ra nữa. Nó liên tục, ngay cả những người có trĩ, trĩ nội, trĩ ngoại, mà khi cắt nó đi, một số cái phương pháp cắt thì nó lại hình thành các cái búi trĩ khác, thì nó không phải là khỏi vĩnh viễn. Cho nên là để dự phòng các cái trường hợp mà nó có thể tái phát lại này, có thể mắc thêm này, bác duy trì cái liều lượng sử dụng theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Có nhiều người phản ánh lại là hỗ trợ tốt cho cái việc mà hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý trĩ. Trân trọng cảm ơn chuyên gia một lần nữa đã rất tận tình chia sẻ cho trường hợp riêng của chú Thanh. Nhưng mà qua đó thì cũng rất nhiều người có chung cái cảnh ngộ bệnh trĩ, thì quý vị hoàn toàn có thể tham khảo. Nhất là những quý vị mắc nhẹ đó, thì quý vị đừng chủ quan nhé. Chúng ta có thể nghe những điều này và chúng ta có thể ngăn ngừa trước cái tình trạng bệnh của mình tiến triển nặng hơn. Đến đây thì những quý vị khán giả nào mong muốn được tư vấn riêng cho trường hợp của mình sâu kỹ hơn nữa, thì đừng ngần ngại liên hệ với chương trình của chúng tôi để được các chuyên gia trực tiếp mà tham vấn cho quý vị. Và như thường lệ, chúng ta hãy cùng tóm tắt lại một số thông tin khoa học rất cần để nhớ trong cộng đồng thông qua chuyên mục quen thuộc Lời khuyên sống khỏe. Bệnh trĩ không chỉ đơn thuần là bệnh của tĩnh mạch, đây là bệnh của một hệ thống mạch máu từ tiểu động mạch, tĩnh mạch, thông nối động tĩnh mạch tới cơ quan trơn và mô liên kết, được lót bởi biểu mô bình thường của ống hậu môn. Tình trạng gia tăng áp lực thường xuyên như dặn đi cầu, kèm ứ máu liên tục sẽ dẫn tới tình trạng phình giãn và tạo thành các búi trĩ trong lòng ống hậu môn. Đồng thời càng lớn tuổi, các cấu trúc mô liên kết nâng đỡ ngày càng bị suy yếu, các búi trĩ tụt dần ra khỏi lỗ hậu môn dẫn đến trĩ nội xa. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống mà còn có thể ảnh hưởng rất nhiều tới biến chứng như thiếu máu, nghẹt búi trĩ, tắc mạch, viêm da quanh hậu môn, viêm nhú và viêm khe. Chính vì thế, người bệnh cần nắm được các dấu hiệu điển hình của bệnh, chủ động thăm khám sớm để có phương pháp điều trị hiệu quả. Xu hướng hiện nay là tìm đến các giải pháp từ thảo dược chữa trị ngay từ giai đoạn đầu để tránh được các nguy cơ phải phẫu thuật. Các nhà khoa học đã nghiên cứu có nhiều hóa chất trong các loại thảo dược có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị bệnh trĩ, giúp kháng khuẩn, tiêu viêm, tăng sức bền thành mạch và co búi trĩ, như hóa chất quercetin trong quốc tần giúp chống viêm, bảo vệ búi trĩ khỏi vi khuẩn gây viêm. Hóa chất tumoropin được chiết xuất từ lá lốt và nghệ giúp kháng khuẩn, tiêu viêm, tiêu huyết ứ tại búi trĩ. Hóa chất zomogin trong ngải cứu giúp qua mạch, từ đó săn xe búi trĩ. Sliperien trong cây du đỏ giúp nhuận tràng, giảm táo bón, từ đó ngăn ngừa nguy cơ tái phát trĩ do táo bón gây ra. Các thảo dược khi được kết hợp với nhau đúng cách sẽ tạo nên một giải pháp nhiều tác động, giúp cải thiện đáng kể bệnh trĩ. Thưa quý vị, các bạn thân mến, tuy là căn bệnh rất phổ biến trong cộng đồng nhưng không vì thế chúng ta chủ quan. Không chủ quan trước các cái biểu hiện của bệnh trĩ là một cái chủ đề mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ còn phải trở lại với khán giả nữa để nhắc đi nhắc lại trong cộng đồng chúng ta một cái thông điệp quan trọng về giữ gìn sức khỏe để cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Chúng tôi xin chào tạm biệt các bạn cho chương trình Sống Khỏe Đời Vui của kỳ này. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình của tuần sau.